Diệp xin chào quý vị, cô chú anh chị và các bạn thân mến. Em Ngọc Diệp chào anh. Dạ chào anh. Anh chào quý vị khán giả này. Dạ em xin chào khán giả trong nước ngoài nước và cộng đồng mạng mà nhiều giàu sức khỏe. Thì em quê quán ở Kiên Giang, sinh 1979. Thì đến đây thì cũng nhờ bên cộng đồng mạng cũng giùm em một người đang sống hữu hỷ cho đỡ buồn. Rồi anh tên gì? Nguyễn Văn Tình. Anh Tình. Dạ. 1979. Sinh năm 1979. Dạ. Đến từ Kiên Giang. Dạ Kiên Giang. Rồi anh Tình à, để tiếp tục cuộc trò chuyện á, anh có cho phép em Ngọc Diệp sử dụng hình ảnh cũng như là video đăng lên mạng xã hội và không xóa được nha? Dạ đúng rồi. Cứ anh cứ làm đi giờ, em đồng ý. Dạ. Anh chịu trách nhiệm lời mày nói trong video này. Dạ. Anh Tình à, anh cũng chắc lớn hơn em rồi đó. Đừng có dạ dìu quá quý vị khán giả chửi em á. Mình với anh em nữa ha. Rồi hiện nay tình trạng hôn nhân của mình như thế nào rồi anh Tình? Thì lúc 32 tuổi á thì cũng có được vợ được mấy tháng gì đó, 7-8 tháng gì đó, rồi cái tự nhiên cũng bỏ đi luôn, rồi tới vợ luôn, rồi năm nay rồi 40 mấy tuổi rồi, sống một mình, cha mẹ thì mất hết rồi. Vợ gì sao? Thì giờ ở nhờ với nhỏ cháu đó. Rồi từ từ anh. Để rồi giờ... Anh với chị trước đó mình quen nhau có lâu không? Thì quen cũng được gần 2 tháng rồi mới về ở. Về dẫn về nhà tôi ở đó. Rồi không biết sao rồi nói đi đám cưới rồi cái đi luôn rồi mất biệt luôn. Không có tiếng nào chứ. Cái này thì anh chị dạng như là về dắt bắt nắm tay nhau về ở đúng rồi. Đâu có luật đăng ký kết hôn đó. Không có đăng ký kết hôn chứ quen này kia tôi đi làm bốc vác đó. Thì cô ta cũng bán nước bán cơm này kia là quen sống thôi chứ. Dạ. À, rồi mà từ lúc mà cái chị gái đó bỏ đi rồi á thì anh có quen thêm người nào nữa không? Không, tới giờ luôn là không quen ai được luôn. Dạ. Mình bây giờ kiếm bây giờ lên tới đây kiếm nhờ đồng mạng kiếm giúp những người hữu hỷ rồi này kia. Mà mình mới ở có mấy tháng rồi mà có biết là tại sao cái chị đó đi không? Nói đi về đám cưới. Vậy thôi à. Tôi đi dắt lúa mà thùng suốt á, lúc đó là thùng suốt rồi dắt lúa bó vậy đó. Rồi mới về rồi nó đem cưới rồi sao đi tới vợ luôn. Tính ra cũng lâu lắm rồi. Lâu rồi. Mà bọn mình có khó tính gì không mà sao rồi, tới giờ chưa quen ai. Tôi là người hiền nhất luôn á. Mà tôi đi làm chỗ này chỗ kia đặng tôi kiếm người đặng mà như người ta chồng bỏ hay là chồng chết vậy đó, kiếm người đặng mà để cao tâm sự đồ này kia mà kiếm xài số sinh hoài cũng không được luôn. Kỳ vậy. Thì cũng như lên đây là tôi cũng đâu có biết xài cái vũ máy này đâu. Người ta chỉ đó. Người ta chỉ rồi tôi mới bấm cái số là rồi sao bà gái tôi mới hỏi là tìm tới đây cho tôi cũng thật sự từ nào giờ không biết luôn. Rồi anh với chị mới ở mấy tháng chắc có con chưa? Chưa có chứ. Anh hiện nay ở Kiên Giang. Mình ở giờ trọ hay giờ mình anh? Bây giờ lên đây chưa có chỗ ở. Không em đang hỏi ở quê. Ở chỗ quê thì ở mà ké nhỏ cháu. Ở nhà. Hồi xưa giờ mình không có nhà cửa. Không có gì. Hiện tại là ở dưới quê Kiên Giang mình ở ké nhỏ cháu thôi. Dạ, ở cái ké nhỏ cháu. Còn hôm nay lên chương trình thì anh tính là lên chuẩn bị ghi hình xong là kiếm được nửa yêu thương nào đó thì mình sẽ về bên người đó luôn hả? Rồi. Nếu mà có thì bên kia có nhà cửa này kia thì tôi quải ba lô gì đó ở luôn. Còn nếu mà không có bên kia không có nhà thì nếu hai người hợp tác giao ở thì mướn nhà trọ rồi đi xin việc làm. Rồi hai người cùng sống. Dạ. Rồi trong cuộc sống anh có thuốc lá rượu bia gì không? Có hút thuốc đó, thuốc thì có, rượu thì giờ tôi không uống, bia thì uống về được vài lon, chứ rượu thì không ham. Rồi mình ăn nhậu xong rồi mình có quậy gì không? Không, cái vụ đó là không có. Nhậu say ngủ rồi, chứ không có vụ quậy quạng hay này kia gây cắn da chứ. Anh cao vô nặng vô anh Tình? Thường là 49 kg rồi, hồi lúc đó đi biển rồi được 53 kg. Rồi nghỉ đi biển rồi cái còn được 49 kg rồi tới giờ. Rồi hiện nay hai bác mình vẫn khỏe hả anh? Cha mẹ mất hết rồi. Mất hết luôn hả? Mình có bao nhiêu anh chị? 7 người. Tôi là út trong gia đình.
Bên này em nói nó hơi tế vậy chú. Ủa, hồi xưa thường ở quê thì mình của đất đai cũng nhiều lắm mà bên phía trại bạn không. Hồi lúc trước có, rồi ông già ông bệnh đó, rồi với mấy người anh đi nghĩa vụ nữa, rồi không ai làm trơn, rồi sang bán hết. Bán hết rồi. À. Rồi hôm nay nè, sau cái buổi ghi hình này thì anh tính đi về đâu? Giờ cũng chưa biết đó. Bây giờ nếu mà có thì nếu mà bên nào có thì hai người gặp mặt với nhau đó, nếu mà chịu ở đồng ý. Đồng ý thì mướn nhà trọ này kia rồi biết rồi. Rồi nãy anh nói rồi nhưng mà ghi hình hôm nay thì cũng vài bữa nó mới đăng lên lận. Rồi mấy bữa buổi gần là chút xíu nè, anh đi đâu nè? Cũng chưa biết nữa bây giờ. Này căng với người ta. Còn không có thì qua kiếm nhà trọ ngủ qua đêm. Dạ. Yeah. Yeah. Là hôm nay lên đây là dụ như trước tiên là kiếm nửa yêu thương, sau đó là mình kiếm công ăn việc làm ở Sài Gòn luôn. Dạ, bây giờ đi sống lên đây sống luôn đó. Anh hẹn chị nãy thấy anh quẩy cái ba lô chờ bá luôn. Thì đó cũng nhờ cộng đồng mạng giúp giùm kiếm người ăn cho đỡ buồn cho tâm sự rồi kia. Sống là giờ lỡ như sau cái video đăng lên có chị nào thương rồi. Rồi sao đây nè, rồi mình làm sao đây nè, chứ giờ đó, đồng ý liền, không có từ chối gì vậy. Nghĩa là mình có làm gì cho cái nữ yêu thương của mình nó tin tưởng á. Nếu mà giờ về sống rồi thì tôi đi kiếm chỗ làm công ty hay là đi phụ hồ hay làm này kia gì đó. Nó ai nói chung ra là tôi là người dân lao động mà, ai mướn gì làm nấy hả? Phụ quán nhậu quán bưng dọn dẹp gì làm từ lưa chân. Có tiền là mình làm thôi ha. Ờ, có tiền là làm ha, nhưng mà tôi không ăn cắp chợ mai nha. Cái nào mình nói cho nó rõ. Rồi, nó không nên. Rồi anh trong cuộc sống có điểm mạnh, điểm yếu gì anh cho quý vị khán giả cũng như nữ yêu thương của anh sắp đến nó biết là anh điểm mạnh, điểm yếu của anh á. Cái mạnh là cái giỏi của anh á. Tôi thì nói chung bình thường, không có gì hết trơn. Đặc điểm yếu này cũng chắc mình cũng chưa nhìn ra đâu ha. Thôi đó cho hoàng bên tính sau ha. Dạ. Rồi, tôi thì thấy sức khỏe tôi cũng là bình thường từ nào giờ chứ chưa? Có tính nhà trưởng gì không? Không. Thì không nói là sao mà bà kéo về mới mấy tháng mới đi mất tiêu vậy? Tôi nói là tôi không có gớ một bàn tay hay tôi quánh đập gì trơn. Tự là nó đi về đi đám cưới vậy đó, rồi tôi đi dắt lúa đi tuần suốt về đó, rồi cái nói vậy rồi sáng đi rồi cái giờ con tới giờ luôn. Thì chị đó cũng dở ha, đúng rồi. Rồi không có nói tiếng nào luôn mà. Mấy chữ trên tờ giấy lá thư gì đó, y chang cái phim Hồng Kông. Điện thoại lúc đó điện thoại mà bàn đó, điện thoại bàn để trong nhà đó. Người anh không có thì cho cái số đó được điện về được con lần một nói chuyện này rồi. Rồi thôi, hy vọng là sau cái video này thì sẽ có một chị nào đó đang trôi dạt ở đâu đó thì xem thấy anh thì đồng cảm về với anh ha. Rồi giờ anh cứ đưa ra một cái tiêu chí đi để cho chị nào xem á, để hợp chị gọi lại cho anh. Dụ như là anh có quan trọng chiều cao cân nặng của chị đó không? Không, tôi cũng không cần cái gì đó đâu. Yêu cầu là gọi bao nhiêu ký cũng được, mập ốm gì cũng được. Rồi độ tuổi hả? Nhỏ tuổi hơn cũng được mà lớn hơn tôi cũng được. Yeah. Bây giờ hiện tại giờ tôi 40 47 đi mà kiếm nha là 52 53 cũng được, hay là nhỏ hơn tôi hay là 40 cũng được. Thôi tùy duyên, 42 43 cũng được, em cũng đâu có hỏi gì nữa. Thì sao anh cũng chịu hết như vậy thôi, tùy duyên, ai thương thì mình thương lại. Đúng rồi đó. Vậy tôi không có cần chọn kén chọn gì hết, yêu cầu có là tôi sống với nhau hạnh phúc này kia là vui vẻ là được rồi. Rồi phần công ăn việc làm chị đó thì giờ có làm không có tôi đi làm cũng được nữa. Sao dễ vậy trời. Còn về nấu ăn này kia là tôi không cần nấu nữa, tôi cái dạng nấu rồi nấu rồi tôi làm được chứ. Hiện nay anh không có nhà cửa gì hết này, rồi anh có muốn chị đó có nhà cửa gì không? Đúng rồi, nếu có càng tốt, nếu mà có thì tôi là chịu là tôi về thì bãi ba lô về sống luôn vậy. Đó, đó là càng tốt. Lỡ không có thì sao? Không có thì mình mướn nhà trọ sống. Chà, thấy cái ca này hơi bị căng nha, cũng hy vọng là sau khi đăng lên thì cũng ai thích anh. Bây giờ mình nói thẳng em nè, anh đừng có buồn. Nói cái, ở thì cái gì? Mình cũng phải có cái gì đó, đây anh lại không có gì hết, anh cũng còn sức khỏe đó. Thôi sau này gặp chị nào cố gắng mình làm ăn ha. Đúng rồi, thì giờ đó. Rồi, như là anh có bên đạo nào không? À, đạo Phật. Phật, anh muốn chị ở bên đạo Phật hay là đạo nào cũng được? Đạo nào cũng được chứ. Yeah. Cái đó là đạo, tôi không có nói đạo nào cũng được chứ. Rồi vùng miền sao anh? Anh ở Kiên Giang này. Hả? Mà chắc hồi này em thấy vùng miền hỏi anh cũng như không rồi. Bây giờ ai thương thì anh đi theo đó luôn mà vùng miền gì nữa hả? Bây giờ ai thương thì đồng ý thì về sống luôn vậy chứ không có. Thôi nói chung là giờ là anh đi lại với chị nào mà thương anh thì anh lại chị đó ở luôn. Dạ. Coi như
giờ biết hỏi gì nữa thôi, vậy đi. Giờ hy vọng chị nào xem thì thấy anh tình hợp lý thì cho anh một cái cơ hội mình về góp gạo thổi cơm chung ha. Dạ, đúng rồi. Thôi vậy ha, nếu chị nào thương thì cố gắng làm ăn nhanh chứ giờ rồi, không, đó, không, okay. Không có gì hết, thì kiếm vợ cũng căng lắm á, chứ phải giỡn. Đúng rồi, anh thông cảm, chứ không phải là em nói gì sĩ chê anh ba anh, nhưng cái đó là nó thật. Giờ mình không có gì hết trơn mà giờ sao giờ? Cứ về cố gắng làm ăn anh ơi. Thì đó giờ mình giờ bước ra đi là hai bàn tay trắng đó. Đúng rồi. Từ bên kia nếu mà có như hai bàn tay trắng nữa là tự hai người gặp với nhau tự làm ăn chứ thôi. Rồi anh gửi lời gì đến các chị đi. Rồi tôi không biết nói gì hơn, giờ tôi nhờ cái đồng mạng chỉ là giúp tôi vậy thôi, chứ tôi không biết gì hơn nữa nói gì giờ. À, rồi hôm nay Ngọc Diệp cũng cảm ơn anh đã đến với chương trình. Rồi anh chào quý vị khán giả này. Rồi xin chào xin vị khán giả ở trong nước ngoài nước. Xin chào. Rồi em sẽ cố gắng chắc cái này phải cố gắng lắm thì có kiếm cho anh một chị. Rồi trước khi kết thúc video, Ngọc Diệp cũng cầu chúc quý vị một ngày sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Rồi em chào anh Tình ha. Chào, xin chào em.